Thì trong cái buổi livestream ngày hôm nay của Hằng ấy, thì thứ nhất là Hằng sẽ giải quyết cho mọi người một cái vấn đề là chúng ta dùng kháng sinh nhóm cephalosporin cho bệnh nhân có nhiễm khuẩn hô hấp như thế nào, sao cho hợp lý nhất có thể. Thì đây là một nhóm kháng sinh trên thực tế các bạn dùng rất nhiều, nhất là đối với những nhóm bệnh lý về hô hấp. Bởi vì nhóm kháng sinh cephalosporin thì tại sao chúng ta hiện nay sử dụng nhiều? Nếu mà so với những cái nhóm kháng sinh như là nhóm kháng sinh nhóm cyclin, ví dụ như kháng sinh nhóm là nhóm phenicol chẳng hạn, thì đây đều là những kháng sinh mà nó có những cái hoạt chất rất là nổi tiếng từ trước, đó là chlorpheramine hay chúng ta hay gọi là clocid, hoặc chúng ta được học cái nhóm đó là kháng sinh nhóm cyclin thì có một hoạt chất kháng sinh rất là phổ biến từ trước, đó chính là tetracycline. Thì những cái hoạt chất kháng sinh đó anh chị em đã thấy là từ thời điểm là ông bà chúng ta đã dùng cái kháng sinh đó rồi, và cho đến tận thời điểm bây giờ thì cái tình trạng kháng sinh đấy rất là cao. Cho nên nếu như mà sử dụng kháng sinh đấy trong điều trị nhiễm khuẩn thì thường cái hiệu quả nó không được tốt như đợt như hồi xưa nữa rồi, tức là hiệu quả sẽ không được tốt như cái thời kỳ trước. Cho nên là hiện nay nếu mà để dùng để điều trị những cái bệnh lý nhiễm khuẩn, ví dụ như do vi khuẩn gram dương hoặc thậm chí cả vi khuẩn gram âm, thì người ta cũng hay ưu tiên để có nhóm kháng sinh mới, đó là nhóm kháng sinh cephalosporin. Cái nhóm này nó có phủ kháng khuẩn khá là rộng, tức là có thể tiêu diệt những chủng vi khuẩn gram âm và cả những chủng vi khuẩn gram dương. Chính vì vậy nó được sử dụng trong khá là nhiều bệnh, từ những cái nhóm bệnh về hô hấp cho một số những cái bệnh nhân mà có bệnh lý liên quan đến phần đường tiêu hóa. Nếu như mà thực sự cần thiết dùng một số những cái loại kháng sinh an toàn hơn, ví dụ như có thể dùng cho đối tượng trẻ em, hoặc là ví dụ như các bạn sẽ thấy là đối một số những cái đối tượng hoặc người có thai mà người ta không dùng được những cái kháng sinh dùng cho những cái bệnh lý do vi khuẩn gram âm gây ra, như là một số các bệnh về phụ khoa hoặc là một số các bệnh về đường tiết niệu chẳng hạn, thì người ta lại bắt buộc người ta phải chuyển sang dùng cephalosporin thì nó sẽ ít tác dụng phụ hơn, nó là như vậy. Hoặc là có thể sử dụng cho những cái bệnh nhóm bệnh lý về đường hô hấp, thì chúng ta sẽ thấy rằng là phổ kháng khuẩn nó rộng, nhưng tuy nhiên trong cái nhóm kháng sinh cephalosporin nó có 5 thế hệ, thì mỗi một thế hệ nó lại có những cái đặc điểm khác nhau. Thế hệ thứ nhất là thế hệ 1, thì anh chị em sẽ thấy rằng thế hệ 1 là nó đang có những cái hoạt chất kháng sinh, ví dụ như là cephalexin hoặc là cefazolin hoặc là cephalolothin hoặc là cefadroxin. Thì trong thực tế thì các nhà thuốc thường sẽ hay sử dụng hai hoạt chất như là cephalexin và cefadroxin. Ví dụ như đối với cephalexin thì Hằng có một cái sản phẩm, đó là sản phẩm là HDC Hằng Hậu Giang, thì Hằng nghĩ rằng cái loại này chắc chắn là không có xa lạ gì với những cái bạn ở nhà thuốc nữa, bởi vì đây là một trong những cái loại biệt dược rất là phổ biến hiện nay. Đây. Và chúng ta có thể là học luôn từ những cái video này của Hằng chia sẻ cho anh chị em mình nhé. Ngoài ra thì có một cái dòng nữa, ví dụ như một cái sản phẩm này chẳng hạn, Medofalacin 500. Thế thì ngoài ra chúng ta còn có dòng Cephalacin dạng gói là lượng 250 để dành cho trẻ em, anh chị em mình nhé. Ngoài hoạt chất Cephalacin ra thì anh chị em mình sẽ có thêm một cái loại nữa, đó là dòng Cefadroxin. Ví dụ như đối với hàng của Hậu Giang thì Cefadroxin là chúng ta có cái dòng Atiset này 500. Và hoạt chất đó chính là hoạt chất rồi Cefadroxin. Thế thì mọi người dùng liều như thế nào? Thông thường thì đối với cái hàng này hãng khuyến cáo là dùng một viên, đối với người lớn nha, thì dùng một viên một lần ngày 3 lần, thì anh chị em có thể là sử dụng trong trường hợp là 3 đến 4 viên một ngày đối với người lớn, tùy vào mức độ bệnh lý khác nhau. Và đối với cephalosporin thế hệ thứ nhất thì nó so với thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba, anh chị em mình sẽ thấy là tác động với vi khuẩn gram dương mạnh hơn so với thế hệ 2 và thế hệ thứ ba. Nhưng đối với chủng vi khuẩn gram âm thì cephalosporin thế hệ thứ một ấy là nó sẽ tác động yếu hơn so với thế hệ 2 và thế hệ 3. Vì thế cho nên nếu như bệnh nhân có bị những cái bệnh lý liên quan đến đường hô hấp và mức độ bệnh nhẹ, và quan trọng nhất là cái việc mà bệnh nhân sử dụng kháng sinh người ta không dùng nhiều, tức là bệnh nhân đã không có dấu hiệu kháng kháng sinh nhiều, thì cái loại kháng sinh anh chị nên ưu tiên nó là thế hệ thứ nhất. Thế thì đối với lại cephalosporin thế hệ thứ hai thì nó sẽ có phổ nó kháng khuẩn và sẽ mở rộng hơn một chút so với thế hệ 1. Và ngoài ra là tác động với vi khuẩn gram dương sẽ không mạnh bằng so với thế hệ 1, nhưng tác động với vi khuẩn gram âm sẽ mạnh hơn so với thế hệ thứ nhất. Ở đây thì các bạn sẽ có là đối với cephalosporin thì chúng ta sẽ có những hoạt chất như thế này. Ví dụ như là đối với cái dòng ngoại, một cái dòng rất là nổi tiếng hay chúng ta gọi là dòng biệt dược gốc ấy, thì nó có cái dòng Zinat. Zinat ở đây thì trên tay Hằng đang có 3 loại hàm lượng. Dòng Zinat 125mg thì cái loại này nó là cái dạng gói, và một hộp của nó là có 10 gói. Một hộp của nó là có 10 gói, thì cái hàm lượng này là dành cho đối tượng trẻ em.
Hàm lượng Zinat 250 thì đối với Zinat 250 thì anh chị thì đây là hàng nhập khẩu chính ngạch. Thì Zinat này thì đây là một cái sản phẩm mà dành cho anh chị em có thể dùng cho trẻ từ 6 cho đến 7 tuổi trở lên được đối với hàm lượng 250. Và tiếp theo là dòng Zinat hàm lượng 500 mg. Và ngoài cái dòng Zinat ra thì hàng có một cái sản phẩm nữa cho anh chị em mình, đó là dòng Cyclosim của hàng Tenamic Canada. Thì anh chị em mình sẽ thấy là đây cũng là của Tenamic Canada và đây cũng là của hãng Tenamic Canada. Với hai loại sản phẩm này thì chúng ta có thể dùng trong trường hợp nếu như bệnh nhân đã không còn hiệu quả điều trị với Cephalosporin hệ thứ nhất rồi thì bắt buộc anh chị em phải cho bệnh nhân chuyển sang sử dụng sang Cephalosporin hệ thứ hai. Và một số những cái bệnh nhân nếu như có bị nhiễm cả chủng vi khuẩn gram âm thì chúng ta có thể cân nhắc đến kháng sinh thuộc cái phân nhóm Cephalosporin hệ thứ hai này vì nó sẽ tiêu diệt vi khuẩn gram âm tốt hơn so với hệ một. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đến với Cephalosporin hệ thứ ba. Đối với Cephalosporin hệ thứ ba thì anh chị em mình có những cái hoạt chất ví dụ như là gì ạ? Cefotaxim, Cibuten, Cetirizin, Cefiosim, đúng không ạ? Cefoperazole thì ở trong cái trên hình ảnh slide, trên hình ảnh livestream anh chị em mình đã thấy rồi. Và ngoài ra nó có những cái hoạt chất khác như là Cefixim, Cefbudoxim hoặc là Cefimir. Thì đây là một số những cái hoạt chất mà chúng ta cũng thường dùng trên thực tế ở nhà thuốc. Và chúng ta có thể dùng cho điều trị những bệnh lý liên quan đến nhiễm khuẩn, đường tiêu hóa cũng được. Nếu như bệnh nhân không sử dụng được một số các hoạt chất thuộc nhóm phân nhóm hoặc là thuộc nhóm kháng sinh khác thì chúng ta có thể lựa chọn để điều trị cho một số những bệnh nhân về đường tiêu hóa, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa hoặc là nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Nếu như bệnh nhân không dùng được các kháng sinh thuộc phân nhóm hay nhóm khác, anh chị em mình mới lưu ý giúp rằng một điểm này. Chúng ta có những loại, ví dụ như dạng viên thì chúng ta có những loại như sau. Đây, thứ nhất là đối với dòng Cefixim thì chúng ta sẽ có cái loại này thì hàng lý dạng anh chị em mình cũng đã gặp loại này rất là nhiều. Đây là một cái loại mà giá cả ở mức độ dưới mức trung bình cũng khá là rẻ. Anh chị em mình có thể nhìn và vỉ nó cũng là một dạng vỉ bạc và vỉ thì nó là vỉ 10 viên. Thì các bạn sẽ thấy là cái loại này nó có 40.000 cho một vỉ thôi. Đó. Trong khi đó có những cái hàng mà nó rơi vào tầm 100.000 cho một vỉ. Ví dụ như là cùng cái trong cái phân khúc nhóm Cephalosporin thứ 3 thì cái loại này nó rơi vào tầm khoảng 100.000 cho đến 120.000 cho một vị. Cefodosin hàm lượng 200 mg. Còn có Cefodosin hàm lượng 100 dành cho đối tượng trẻ em. Cái loại này thì là cái loại mà hàng nghĩ mọi người cũng nên nhập về để bán. Dòng này là viên tan ngọt, rất dễ dùng cho trẻ. Rồi đây là Cefodosin. Còn một loại nữa của chúng ta là Cefixim dạng gói cho trẻ, Cefixim dạng gói, biên dược Cefixim hoặc chất là Cefixim hàm lượng 100 mg, hàng của Hậu Giang. Cái loại này thì nó còn có hàm lượng 50, dạng vỉ thì có hàm lượng 100 và hàm lượng 200 mg. Cefixim Cefimir cũng của Hậu Giang thì chúng ta có cái cũng là hàng Hậu Giang thì nó cũng sẽ làm cái gói là dạng theo cái dạng gói này. Ok chị em nhìn thấy không ạ? Phân nhóm Cephalosporin hệ thứ ba nó đặc trưng là tiêu diệt chủng vi khuẩn gram âm mạnh hơn so với thế hệ 2 và thế hệ 1 nhưng tiêu diệt chủng vi khuẩn gram dương yếu hơn so với thế hệ 2 thế hệ 1. Vậy thì thứ nào ạ? Vậy thì thứ nhất là anh chị em mình nhớ rằng nếu như điều trị cho một bệnh nhân bị nhiễm khuẩn do vi khuẩn gram dương gây ra mà bệnh nhân đã kháng thế hệ thứ nhất, kháng thế hệ thứ hai thì chúng ta mới cân nhắc chuyển sang dùng thế hệ thứ ba cho bệnh nhân. Và thường đối với thế hệ thứ ba phổ kháng khuẩn máu mở rộng hơn so với thế hệ 2 và cả thế hệ 1. Đó. Hoặc đối với những trường hợp bệnh nhân có nhiễm khuẩn do vi khuẩn gram âm gây ra thì anh chị em mình nếu như bệnh nhân không dùng được những kháng sinh thuộc nhóm khác thì mọi người có thể cân nhắc Cephalosporin hệ thứ ba cho bệnh nhân để điều trị. Thứ nhất là vừa an toàn trong việc chúng ta sử dụng thuốc và thứ hai nó vẫn là đảm bảo về tính hiệu quả khi chúng ta dùng cho bệnh nhân. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là đó là thế hệ thứ tư. Thế hệ thứ tư thì chúng ta có Cefepime và Cefirom. Thì đối với hai hoạt chất này của thế hệ thứ tư ấy thì anh chị em mình sẽ thấy là sẽ được điều trị nội trú ở trong viện và chúng ta sẽ không bán cái dòng kháng sinh này. Kháng sinh đấy thứ năm thì bây giờ đã có rồi nhưng mà chưa được đưa vào thực tế để sử dụng một cách đại trà. Và anh chị em nhé, hiện nay thì kháng sinh thế Cephalosporin thứ năm hiện nay họ vẫn còn đang dùng cho một số những nhóm nhỏ bệnh nhân thôi, ở trên mức độ là kiểm tra và thử nghiệm đó một lần nữa để đưa vào trên thực tế để sử dụng đại trà. Thì đây là thế hệ thứ năm, nó là Ceftazolin. Cảm ơn bạn đã xem video này. Hãy bật subscribe và nhấn chuông ngay phía dưới để nhận được video mới nhất từ dược sĩ Thu Hằng. Xin cảm ơn.